Xin chào bà con, thì hôm nay á, mình sẽ quay cho bà con và hướng dẫn cho bà con về thứ nhất là kỹ thuật ghép cải tạo cây cà phê. Nói chung là hiện tại như cà phê mình đang quay các bạn xem á, chung cây không có năng suất, giống mà trước đây mua như giống nó cũng không có đạt. Thì hôm nay tại vườn á, thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn bà con ghép cải tạo mà không cần cưa. Nghĩa là bà con vẫn để nguyên cây đó, bà con ghép cải tạo. Xong khi nào chồi chúng ta lên và chuẩn bị có trái, chúng ta tiến hành cưa những cái cây cà gốc kia. Đây là cây cà phê chúng ta chuẩn bị ghép. Thì việc đầu tiên chúng ta tiến hành lặt chồi bỏ đi, lặt bỏ những cái chồi mà cần thiết đi, lặt bỏ hết. Rồi những cái chồi nào bà con tiến hành chọn ra được, những cái chồi nào nó mập, khỏe bà con tiến hành ghép á, thì con để lại cho mình. Thì bà con xem nè, đây là cây cà phê, nói chung là năng suất không có đạt, mình sẽ lặt hết những cái chồi mà yếu kém đi. Và chúng ta để lại hai cái chồi khỏe mạnh ở trên cây, chúng ta tiến hành ghép. Còn lại những cái chồi mà không cần thiết chúng ta lặt bỏ hết. Đó là công việc mà thứ nhất là chọn chồi, nhưng mà lặt hết bỏ chúng ta chọn chồi mập. Cái thứ hai nữa là chọn chồi ghép. Rồi tiếp theo đến cái việc mà chọn chồi ghép như thế này, thì mình cũng nhắc nhở bà con để cho con chọn những cái chồi mà nó hiệu quả và nó đạt hơn. Cái thứ nhất á, là bà con chọn những cái chồi cho mình, thứ nhất là có khoảng cỡ 1 đến 2 cặp lá. Như trên clip mình quay bạn xem đó, ít nhất được 1 đến 2 cặp lá nha bà con. Bà con chọn những cái giống cà phê nào mà đạt năng suất cao, ví dụ như là TR4, TS9. Nói chung là tùy vào giống bà con, bà con chọn những giống cà phê đạt ở trong vườn chúng ta hoặc là những cái vườn sát bên rồi đó. Sau đó bà con chọn, thứ nhất mình nhắc lại là chồi không quá non cũng không quá già, chồi khỏe mạnh, sạch bệnh. Nói chung là mầm chồi khỏe. Như trên clip mình quay bạn, mình lấy chồi rất là chi tiết và rất là kỹ. Nói chung từ từ thì cái này mình quay rất là chi tiết cho bạn xem về công tác mà chọn chồi bấm như thế nào cho đến tới giai đoạn mà chúng ta ghép. Vậy đó những là cái điều cơ bản nhất mà nhất thiết nhất mà khi công tác mà chúng ta chọn chồi ghép và mầm ghép cho nó quan trọng. Thì mình nhắc nhở lại nè, thì bà con trong giai đoạn ghép thì bà con cây chúng ta không cần bón phân, có nghĩa là cà phê thì nó cũng đơn giản thôi. Thì cái này hầu như là mình chia sẻ lại thôi, chứ thật chắc ra bà con chúng ta lâu nay á, vấn đề ghép cà phê, ghép bơ, ghép sầu riêng đồ á, rất là quen thuộc và rất là thân thuộc với nông dân của chúng ta. Đó là qua công tác chọn chồi xong và tiến hành chúng ta cắt ghép. Thứ nhất á, là chúng ta loại bỏ ngay chỗ phần mà tiếp giáp chập lá đầu tiên á. Nói chung là mềm cũng không quá mềm mà già cũng không quá già, nói chung vừa non vừa già, chúng ta vạt bếp vạt đi. Thì sau đó chúng ta vạt cái chồi ghép chiều dài hình chữ gà từ 2 đến 2,5, rồi chúng ta vát đều hai bên hình lưỡi gà đó, chúng ta vát nhẹ nhẹ từ từ, nói chung là chiều dài 2 đến 2,5 nha. Đó, con vát nhẹ hình lưỡi gà. Nói chung là công tác thì tùy vào mỗi người thôi, nông dân thôi, ai có ho tay hay là dao bén hay là ho tay nhiều thì con vát vết vát nó đẹp hơn, còn mình nói chung ho tay nó cũng yếu nên là vát đốt vát nó không được đẹp mấy. Bà con xem, sau khi vát xong á, bà con tiến hành cắm mầm ghép vào chồi ghép. Thứ nhất mình bà con này nên nhớ là bà con đẩy khít cái miệng ghép luôn, chung là khít một bên, sau đó tiến hành bà con quấn chặt, nó dùng quấn cực chặt trong đây nha, bà con quấn sát vào thì nó mới sống được. Bà con quấn từ từ theo hình mái ngói, quấn từ dưới lên trên và trên xuống dưới, bà con buộc chặt lại đó. Mình sẽ quấn rất từ từ và chi tiết cho bạn và bà con xem ở clip này. Còn quấn nha, quấn đừng để nước mưa nó vô đó. Thì hồi xưa thì thông thường bà con nông dân chúng ta hay tủ bịt bóng, thì với cách ghép này thì không cần tủ bịt ni lông cũng được. Cái đó là chủ yếu là quan trọng công tác bà con quấn cái bọc mái túi từ hủy này á, nó chuẩn và nó khít và quấn chặt để tránh tình trạng mà cây chúng ta nó bị lỏng nè, nó sẽ không sống được. Và cái thứ hai là nước mà vô bên trong sẽ thối cái mầm ghép đi. Cái đó là cái việc mà mình nhắc nhở bà con với công tác mà ghép. Thì cái này về cơ bản thì mình quay clip như thế này thì bà con ra xem thì rất cụ thể hơn. Thì này mình chia sẻ về cái quan điểm mà ghép của mình, thì tất nhiên ở clip thì nó rất thực tế, nhưng về cái đòi hỏi kỹ thuật á, thì nông dân chúng ta quan trọng ghép sống là được. Còn về đòi hỏi về những chi tiết như là từng mili á, thì nó hơi khó bà con. Nên cái này mình chỉ chia sẻ những cái cơ bản quan trọng để con chúng ta ghép. Đó là xong cái chồi thứ nhất. Chúng ta tiến hành sang chồi thứ hai và cũng ghép như thế. Thì clip này mình sẽ quay rất là dài cho bà con. Thứ nhất là cách ghép và cái thứ hai nữa là chăm sóc khi những cái cây, cái chồi này chúng ta sống và chúng ta tiến hành như thế nào, tháo bịch từ hủy và
lặt bỏ những cái chồi non nứt thì mình sẽ nói sau clip. Còn bây giờ là tiếp tục mình vác, nói chung là vác cho nhẹ nhàng, nhưng mà con vác từ từ thì đôi lúc cái cà phê chúng ta vác nó hơi bị phản, nó không như cây bơ các cả cái chồi khác, mà con vác nó vẻ dễ đi. Trong tất cả loại cây và các loại chồi ghép thì mình thấy xoài là dễ vác nhất và bơ là dễ vác nhất. Còn cà thì đôi lúc bà con vác nó hơi bị phạm một chút, nên cái hình lưỡi gà đôi lúc nó không được đẹp. Cái đó là mình chia sẻ thôi. Còn cái đó tùy vào hoa tây của mỗi người. Miễn sao nông dân bà con chúng ta ghép sống là được. Đó là được. Mình nhắc lại nha, cà phê thì bà con nên chọn những giống nào nó chuẩn đi. Bà con ghép thì nó đạt năng suất hơn. Thì cái này ghép thì tầm khoảng sau 1 năm đến 2 năm thì nói chung là đã cho trái cho bà con nó hiệu quả rồi. Mà chiều sâu ít vác cũng tầm 2 đến 2,5. Con xem nha, từ 2 đến 2,5. Đó, con vác và con cắm ép sát vào một bên, nghĩa là khít luôn. Con cắm chặt vào cho nó khít hết chỗ cái chiều của vết vác á, tránh để cho tình trạng nó bị hở. Đó mình nhắc lại nha, chấm tình trạng bị hở. Và sau đó bà con quấn chặt cho mình, quấn cực chặt cho mình theo hình máy ngói từ dưới lên trên và trên xuống dưới, và con tiến hành buộc chặt lại cho mình. Cái đó là những cái vấn đề mà cơ bản mà quan trọng nhất. Đó mình nhắc nhở con. Con tiến hành quấn, quấn theo hình máy ngói lập máy nhà, quấn trên xuống dưới và con quấn chặt lại. Nói chung là bây giờ hiện tại bà con cũng không cần phủ bịt bóng, mình nhắc lại cho con á. Nhớ bà con quấn cho chặt nha. Thì sau khi mà cái chồi nó sóng lên á, cao lên, thì bà con tiến hành cưa những cái cành kia đi. Thì nếu bà con dân ta mà tiết kiệm muốn thu hoạch cả hai thì vẫn được. Nhớ giờ đợi cái này nó sóng lên, những cái cành bên cạnh á, những cái cây á, nó chưa có trái, nó có trái lây ra thì bà con có thể thu hoạch được. Thì đó, đó là cái mình chia sẻ cho con. Còn đúng ra thì hầu như bà con ta cưa cây đó đi, để nước lên thì nó cũng thời gian nó cũng lâu, nên thay vì những cái cách mà thông thường thì bà con nên ghép cách này. Mình sẽ qua quay bà con xem về cái chồi cà nó đang sống khi mà đã ghép rồi đó. Đây là một cái cà đã ghép và sống và nảy chồi rồi đó. Hai cây sát bên nhau mà, thì mình lựa những cái cây cà nào mà nó không hiệu quả thì mình ghép cho bà con. Sau này bà con tiến hành cưa ngay chỗ cái chồi đó thì nó sẽ nứt ra một cây cà mới. Thì con cứ xem nha. Thì ở cuối clip mình sẽ quay một cây cà sau khi đã ghép, nói chung rất là xanh và tươi tốt. Còn bây giờ á, mình sẽ đi quay toàn bộ những cái cây cà mà trước đây đã ghép cho các bạn và con xem về cách mà chúng ta chăm sóc khi mà đã ghép sống cây chồi đó. Thì đây là một cái chồi chúng ta là đã ghép sống rồi. Thì cái này trước đây nông dân cũng cưa, bây giờ chồi đã sống. Trong công tác này thời tiết có nắng nóng hay là sâu bệnh đẹp sáp đồ thì con có thể phun cho một số dòng bóng lá dọc cây chồi ra nó mập lên, nó khỏe hơn. Cái việc thứ hai nữa mà con tiến hành gỡ cho mình những cái túi bọc ni lông rồi nha, con gỡ ra hết đi để cho nó khỏi bị nói chung mà nó khi nó bị liền ra, con gỡ cho nó hiệu quả đạt cao hơn, cây nó sẽ không bị bó lại mà tỷ lệ nó phát triển sẽ nhanh hơn. Thì cái này thông thường là túi tự hủy này nó sẽ tự hủy, nhưng mà cái này thời gian hủy rất là lâu, nên thời gian mà bà con đi quan sát kiểm tra chồi á, bà con nên tháo ra đi, tháo cái miếng băng ghép này cho nó hiệu quả và đạt được cái sự phát triển của cây nó cao hơn. Con dùng da rọc giấy á, con rọc nhẹ lên. Thì mình nhắc lại là cái dụng cụ này của bà con nông dân nó hơi cũ nhưng mà nó rất là bén, nói chung là vác rất là sướng. Đồ mới thì nói chung là có những cái nó vẫn bén nhưng mà nó không có bền bằng cái đồ của tao dùng lâu năm, đồ nghề chúng ta ghép hồi giờ. Đó, xong một cái chồi, mình quay rất là chi tiết cho các bạn xem á. Đó là hai chồi, nói chung là clip này mình quay rất là dài. Tiếp tới á, mình sẽ quay các bạn xem về cây cà sau khi ghép 1 năm đã cho trái bói rồi. Mình sẽ tháo cho bạn xem hai cái chồi mình đã ghép đó. Hiện nay thì đối với Tây Nguyên Đắk Lắk chúng ta thì thật sự á, cây cà phê bà con nông dân phá trồng cây ăn quả rất là nhiều, cưa ghép cây ăn quả thật sự rất là nhiều. Còn đối với cây cà phê hầu như bà con vẫn than là cực và chăm sóc nhiều, không có lời lãi và tốn chi phí nhiều và khổ công hơn cây ăn quả như bơ, sầu riêng, mít rồi xoài, bưởi, nhãn vân vân. Nói chung là mắc ca rồi, những cây đó thì bà con thấy chăm sóc nó ít hơn mà hiệu quả nó cao, giá thành được nhiều hơn cây cà phê. Nhưng đối với những bà con á, mà gần gũi và đam mê với cây cà phê á, thì nó vẫn gắn liền với cuộc sống của bà con nông dân hàng ngày. Nói chung nó sẽ mang lại cho bà con những cái thu nhập
khi mà những cái vùng đó không trồng cây ăn quả được, hoặc là những vùng bà con không xen cây ăn quả, hoặc là xen nhiều cây ăn quả và cây công nghiệp như cà phê, bơ, tiêu, sầu riêng, mãng cầu đó, vân vân. Đó là xong. Thì bây giờ là tới cái cây cà phê đây, cây là cà phê 1 năm sau khi ghép đó. Mình sẽ quay các bạn xem về toàn bộ những cái trái sau khi ghép 1 năm là có trái rồi. Đó, đây là một cây cà phê rất là xanh, tươi và tốt. Bạn thấy không? Đó là cây cà phê 1 năm. Thì trong vườn này thì những cái cà phê nào mà nó cỏ, nó cồi, giống nó không có đều, có đẹp đó, thì mình cũng hướng dẫn cho bà con nông dân chúng ta tiến hành ghép cải tạo hết. Thì sau 1 năm nếu tùy vào mức độ mà chăm sóc của bà con nông dân á, thì nó sẽ hiệu quả và cho năng suất cao hơn. Đó là những cái vấn đề chung mình hướng dẫn cho bà con. Thì còn về cái việc chăm sóc cà phê thì hầu như cây cà phê là cây ít sâu bệnh hại nhất, chỉ có rầy rẹp, rẹp sáp rồi thôi. Đó là những cái vấn đề cơ bản thôi. Còn cành chồi thì mình cũng hướng dẫn clip trước. Còn sâu bệnh hại phun thuốc thì nó cũng đơn giản, vì cây cà phê nói chung là con nông dân ta ít chăm. Thì một lần nữa bà con cứ đăng ký kênh đi và theo dõi tất cả các video ở bên trái cây theo mùa Đắk Lắk. Xin cảm ơn bà con ạ, đã quan tâm và theo dõi cái clip này.